Có Nhật Bản chấm cơm, chào tất cả anh em gần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên cần về cho anh em câu. Cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30 đến 35 ngàn trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 079 455 9193, Zalo cũng vậy nha, 079 455 9193. Rồi em xin phép đây. Bên em có bán phao câu đài thông minh nha. Đây. Bên em có bán phao câu đài thông minh này. Họ phao là cực đẹp luôn. Phao câu đài thông minh. Rồi một quả này, một quả phao đài thông minh này để cho anh em giá là, rồi một quả phao đài thông minh này để cho anh em giá 20k một quả nha. Phao chạy thông minh thế này nè. Rồi phao thông minh 20k một quả. Bên em có bán phao điện nữa, phao điện loại bầu thế này nha, phao điện này loại bầu thế này. Rồi một quả này là giá 35k một quả phao điện. Tiếp tục bên em có bán phao lục. Phao lục thì bên em có bán loại là 8g. Rồi một quả này để cho anh em giá là 40k một quả phao lục nha. 40k một quả phao lục loại chì 8g này. Rồi tiếp tục bên em có bán cước. Loại cước này là loại 1.0 này. Loại 1.0, loại này là sức tải là 4,5 kg. Đây màu cước màu xanh thế này nè, thích hợp cho anh em lưu rê lóc câu ngâm làm thẻo. Rồi một cuộn này là giá 50k, đồng giá là các size là 1.0 này, 1.5, 1.0, 1.5 này, 2 size nha, 1.0 và 1.5, đồng giá là 50k. 1.5 là tải được 5,3 kg, cũng cước màu xanh, giá là 50k một cuộn. Rồi tiếp tục bên em có bán cước thẻo. Cước thẻo bên em có hai loại, loại 0.4 tải 0.4 25m, sức tải là 1,6 kg. Rồi loại này là full carbon 100%, giá cuộn này là giá là 50k một cuộn. Size 0.4 này, 0.8, 1.0, 1.0 là sức tải là 3,4 kg, 0.8 là sức tải là 2,8 kg. Và loại 1.2 nha, thẻo thì đồng giá là 25m, 1.2 là tải được 4 kg nè. Rồi đồng giá là giá để cho anh em giá là 50k một hộp này, 25m full carbon 100%, màu trắng thế này đây. Rồi bên em có bán dây PE. Dây PE loại này là loại X12, 12 lõi nha, 12 lõi, dòng Span 300 này đấy. Cậu này là chữ Nhật không, em đọc không được nha. Rồi cái này chữ Nhật không, đọc không được. Rồi một cuộn này để cho anh em giá là 160k một cuộn. Độ dài cái này là 100m. Loại này là loại 2.0 này, thích hợp cho anh em lưu rê lóc. Loại 2.0 này, loại 2.5, loại này là 2.0 này, loại này 2.5, loại này 4.0 này. Có 3 loại nha. Loại 4.0 để em đọc sức tải. Loại 2.0 là sức tải 14 kg. 2.5 là sức tải bao nhiêu đây? 2.5 sức tải là 16 kg và 4.0 là sức tải 24 kg nha. 2.0 đến 2.5 thích hợp cho anh em lưu rê lóc, 4.0 là thích hợp cho anh em câu lăn xe rồi nha. Đấy, một cuộn này giá là 160k một cuộn. Cước 7 màu, 12 lõi. Rồi tiếp tục anh em có bán thẻo. Thẻo bên em có loại là 150m. Loại này là loại 1.2 này, sức tải là 7,4 kg. Rồi phun carbon 100%, trắng thế này đây. Rồi một hộp này là giá là 200k một hộp nha. Dòng Super này phun carbon 100%, độ dài 150m, sức tải 7,4 kg. Loại 3.0 là sức tải là 9 kg, sức tải 9 kg nha. 6.0 là sức tải 17 kg. 2.0 là sức tải là 8,5 kg. 7.0 là sức tải 18 kg và 1.5 là sức tải là 7,9 kg. Rồi một hộp này đồng giá là 200k một hộp cho tất cả các size nha. Rồi tiếp tục anh em lên máy câu. Đầu tiên là lên một cặp máy câu, một cặp máy câu China xuất Nhật, mô bi sóng đuôi tay trái phải, tay quay là bằng cơ này, cực kỳ khó gãy nha, China xuất Nhật. Con này là xây theo máy 100, xây thật con này là 1000, cước số 3 vào được 100m, cước số 2 vào được 150m và cước số 4 vào 70m. GTO con này là 5.3, mô bi sóng đuôi tay trái phải, mã số 1. Mã số 1 của cặp 1 nè. Rồi, mã số 2 của cặp 1. Mã số 2 là một con máy câu cực kỳ đẹp luôn, hàng cực kỳ đẹp, mới lung lanh luôn nha. Đấy, mới lung lanh luôn này. Con này cũng xây thương máy 2000, xây thực là 2000, GTO là 5.5. Cước số 3 vào được 100m, cước số 2 vào được 130m. Rồi, mô bi sóng đôi tay trái phải chạy một quạt đạn. Hai con này để cho anh em giá là 250k hai con nha. Hai con xây 1000, con xây 1000, con xây 2000. 250k hai máy. Con này thì có xây xước nhiều này. Con này cái cối nó có bị đen này, nhưng mà con này còn rất mới nha.
Rồi, 250k mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 tiếp tục là một con cây câu. Mã số 2 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng của thằng đây. Đây Hàn Quốc xuất nhập, cấu kim loại, tay quay kim loại và thân carbon nha, ngộ hình đây. Dòng này thì thích hợp cho anh em sân hàng câu lục nha, lăng xe. Xây theo máy 4.000, xây thật là 4.000, mô vi sóng đổi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà. Đấy. Máy hoạt động mượt mà nha, Hàn Quốc xuất nhập. Rồi con này để cho anh em giá là 500k, Hàn Quốc xuất nhập, mô vi sóng đổi tay trái phải, cấu kim loại, tay quay kim loại và thân carbon. Ngộ hình cái có cái dưới này nó hơi bị bong róc caro một chút nha, còn lại rất là mới. Mã số 2 500k. Tiếp tục mã số 3. Mã số 3 tiếp tục là một con máy câu. Mã số 3 tiếp tục là một con máy câu. Con này là cũng của thằng Hàn Quốc xuất nhập, mô pin sóng đôi tay trái phải, dòng này dòng cố nông này, thích hợp cho anh em lưu relop nha. Dòng Ultra Topfit, Hàn Quốc xuất nhập, mô pin sóng đôi tay trái phải, xây theo máy 1.000, xây thật con này là 1.500 nha, mô pin sóng đôi tay trái phải này, máy cực kỳ nhỏ gọn, thích hợp cho anh em lưu relop đánh ưu lời cảm giác. Gatio con này là 5.3, cước số 2 vào được 120m, cước số 3 vào 100m và cước số 4 vào được 80m nha. Mô pin sóng đổi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà. Rồi con này mã số 3. Mã số 3 này để cho anh em giá là 350k. 350k nha. Thích hợp cho anh em lưu relop. Cầu lời cảm giác. Cối kim loại 350k, mã số 13. À số 3. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 tiếp tục là một con máy câu. Đấy, một con máy câu. Rồi con này là hàng bức xuất nhập, dòng đời cao, tay quay là sừng trâu nha, tay quay là sừng trâu này. Gặp là rất là con này cũng nhìn gặp này. Đấy. Gặp tay quay thế nha. Rồi, cối kim loại, tay quay kim loại và thân carbon, dòng này là China xuất nhập này, cũng dòng này cối nông này ra cước nhanh, thích hợp cho anh em lưu relop. Rồi, xây thương máy 700, xây thật con này là 1.500. Mô pin sóng đôi tay trái phải, thích hợp cho anh em lưu relop câu ngâm câu lời cảm giác. Mã số 4 China xuất nhập, giá là 350k. Mã số 4. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một con máy Hàn Quốc xuất nhập, nhưng mà con này là đời cao ABS, xây theo máy 4.000, xây thực là 4.000. Ngoại hình là có cũ nhiều theo thời gian, cối là con này còn rất mới nè. Cước này nè, dòng này là cũng dòng cũ nông nha. Mô pin sóng đôi tay trái phải, xây theo máy 4.000, xây thực là 4.000. Ngộ hình cái chrome dưới này nó có bị bong bong chút nha. Đấy. Rồi, đời cao ABS, xây thêm máy 4.000, xây thật 4.000, mua bi sóng đường tay trái phải. Mã số 5. Giá công này là số 5 đây, ngộ hình đây. Ngộ hình cũng có sơ xước nhẹ thôi. Có chủ yếu là cái tay quay này nó bị sơ xước nhiều này. Còn lại là thân đồ là còn rất đẹp nha. Giá 500k. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, mã số 6 tiếp tục là một con máy câu. Con này là hàng của thằng Hàn Quốc xuất nhập, xây thương máy mấy ngàn, xây thương máy 6.000, xây thật con này là cũng phải là 8.000, GTO là 5.2, mô pin sóng đôi tay trái phải. Đây, ngộ hình máy đây, cối kim loại nha, tay quay kim loại và thân carbon. Ngộ hình máy thì có cũ nhiều theo thời gian, chrome bên này nó bị ố rỉ nè, với là tay quay nó có bị bong tróc nhiều nha. Tay quay kim loại, thân cối kim loại luôn nha. Đây, ngộ hình cả, ngộ hình máy chứ, mã số 6. Thích hợp cho anh em săn hàng câu thủy điện nha. Loại này là, nhưng mà cái này có một cái dở là cái tay quay nó bị bể một góc bên này nè, nên nhìn nó hơi cùi. Rồi con này mã số 6. Mã số 6 này để xây theo máy 6.000, xây thật con này khoảng 8.000. Rồi con này để cho anh em giá là 400k. 400k mã số 6 400k. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một con máy câu. Hàng con này là China xuất nhập, mua pin sóng đổi tay trái phải, ngoại hình máy là rất là mới nè. Con này mới đầu mình đề ba này nó hơi keo rè rè này, nhưng mà mình quay nhanh là nó hết keo này. Cái mình đã này nó hết keo nha. Đề ba thì nó vậy. Rồi ngoại hình mới long lanh rất đẹp, thiết kế hình dục nước dòng China đời cao. Tay quay nè, nắm tay quay cũng rất là xịn sò luôn. Rồi con này mã số 7, mô pin sóng đôi tay trái phải, xây theo máy 2.000, xây thực là 4.000. Rồi con này để cho anh em giá là 250k. 250k nha. Thiết kế con này cực kỳ đẹp luôn. Đi ba nó này. Lúc nó kèo nó cũng không kèo nha. Không phải lúc nào nó cũng kèo nha. Rồi mã số 7. 250k. Tiếp tục mã số 8.
Mã số 8 tiếp tục là một con máy câu hàng Olympic Span. Ngoại hình con máy thì thiết kế cực kỳ đẹp và cực kỳ sang trọng luôn. Rồi, con này cũng mua pin sống đổi tay trái phải, hàng Olympic Span đây. Ngoại hình máy này quay rất cực kỳ mượt mà nha. Loại này thích hợp cho anh em câu biển, hàng siêu tầm, hoặc là cho anh em nói chung là dòng này thì thôi, biển ngắm chứ câu gì. Rồi, mua pin sống đổi tay trái phải. Mã của máy là 900, xây thật con này là 4.000. Gatio con này là 4.88. Mua pin sống đổi tay trái phải. Mọi thứ hoạt động tốt. Cước số 3 vào được 225 m, cước số 4 vào được 160 m và cước số 5 vào được 125 m. Mua pin sống đổi tay trái phải nha, máy hoạt động đây. Máy hoạt động mượt mà rồi, con này để cho anh em giá là 1.4 triệu. 1.4 triệu nha, hàng Olympic Span. Máy cực kỳ nhỏ gọn cực đẹp luôn. 1.4 triệu, mã số 8. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một con máy câu Daiwa, một con máy câu Daiwa Span. Một con máy Daiwa Span nha, dòng là dòng đu chuột, xây thân máy con này là khoảng là 5.000, mua đi sống đủ tay trái phải. Thông số cước nó thì chrome nó nổi này, nó che hết rồi nha, nên đọc không được. Rồi, ngoại hình máy đây. Daiwa Span, cái này người ta có gọt hai cái bắt máy này, gọt lại hai đầu nè. Gọt lại hai đầu nha. Rồi, cái này đây qua Japan, mua pin sống đường tay trái phải, máy hoạt động mượt mà, đua chuột, xây 5.000. Đầu con này để cho anh em giá là 450k, 450k nha, máy hoạt động này. Máy hoạt động cực kỳ chắc chắn nha, mấy dòng đua chuột này rất là bền luôn. Rồi, con này là 450k, mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một con máy câu. Rồi, một con máy câu, con này là xây theo máy 2.000, xây thật con này là mấy ngàn. Con này xây theo máy 2.000, xây thật là 2.500 nha. Thích hợp cho anh em Blue Relock, cước số 2 vào được 150 m. Dòng cố nông này, tay quay là bằng cơ nha. Dòng này dòng đề cao này. Rồi, hàng Japan. Rồi con này để cho anh em giá là hàng Japan, mã số 10. Hàng cực đẹp luôn. Rồi con này để cho anh em giá là 1.2 triệu. 1.2 triệu nha, xây theo máy 2.000, xây thật là 2.500. Mua viên sóng đủ tay trái phải, cố nông, tay quay là bằng cơ bắp. Rồi, mã số 10, hàng Japan, giá là mã số 10, 1.2 triệu. Tiếp tục mã số 11. 11 tiếp tục là một con máy câu. 11 tiếp tục là một con máy câu. Con này là xây theo máy 3.000, xây thật con này là 4.000. Mua bi sống đôi tay trái phải, Gatio là 5.0. Ngộ hình thiết kế con này là rất là mới và đẹp luôn nè. Đấy. Rồi, xây theo máy 3.000, xây thật là 4.000, mua pin sống đôi tay trái phải nha. Gatio con này là 5.0, 0.73 0.37 vào được 130 m, 0.34 vào được 160 m. Thì con này tương đương với là xây cước số 5 vào được 160 m nha. Đây. Rồi, tương đương với xây 4.000 này, xây thật 4.000. Đấy, mẫu hình tay quay, nắm tay quay cũng cực kỳ xịn sò. Rồi, con này mã số 11. 11 này để cho anh em giá là 260k, mã số 11. 260k. Tiếp tục mã số 12. Tiếp tục mã số 12. 12 tiếp tục là một con máy câu. 12 một con máy câu, con này là dòng siêu cổ. Con này là hàng của thằng Rodi nè, Rodi nha. Hàng Made in Japan. Hàng Made in Japan này. Cấu kim loại, thân kim loại và tay quay kim loại luôn, mua pin sống rồi. Mua pin sống đủ tay trái phải, dòng này là rất là bền luôn. Tay quay là check bên phải nha. Tay quay là check bên phải, mã số 12, mua pin sống đủ tay trái phải. Tay quay check bên phải này. Con này là size tương đương khoảng là size theo máy 4.000, size thật con này cũng khoảng là 7-8.000 luôn. Rồi mã số 12. Mã số 12 này để cho anh em giá là mua pin sống đủ tay trái phải, size theo máy 4.000, size thật là 7-8.000. 7.000. Sự thật là 7.000 nha. Rồi con này để cho anh em giá là 600k. Rode 4.000. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Dòng này là phun kim loại, cực kỳ bền nha. Rồi, 600k, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. 13 là một con máy Ultra. Con này là chuyên cho anh em luôn relock, câu lời cảm giác. Dòng Ultra thì anh em khỏi phải nghĩ, suy nghĩ rồi. Xây thêm máy 2.000, xây thật con này là 2.000 luôn, mua pin sống đôi tay trái phải, dòng tên lựa loại Ultra XT. Đấy, dòng XT này. Rồi con này để cho anh em giá là 1.1 triệu nha. 1.1 triệu, mã số 13. 13 xây thêm máy 2.000, xây thật là 2.000, mua pin sống đôi tay trái phải, dòng Ultra đời cao ABS.
Dòng Ultra là dòng cực kỳ xịn sò rồi, giá là 1,2 triệu, mã số 13. Ngoại hình thì còn khá đẹp, có xe sức nhẹ thôi, có xe sức nhẹ thôi. Rồi Ultra. Tiếp tục mã số 14. 14 là một cây cần tay. À 14 là một cây cần nguyên rút. 14 tiếp tục là một cây cần. 14 là một cái cần mi rút, độ dài cái này là 21 hàng nội địa nhập, thu gọn cái này là bao nhiêu cm? Rồi thu gọn cái này là 40 cm, độ dài cái này là 21 này. Thu gọn 40 cm nha, hàng này là khá hiếm này, vàng khoen đây. Vàng khoen lỡ xí xám này. Vàng khoen cực kỳ nhiều luôn nha, vàng khoen lỡ xí xám. Rồi chất liệu là phíp, độ dài là 21. Rồi cái này pass hãng vặn. Đấy, vàng khoen lỡ xí xám. Ngoại hình cần cực đẹp luôn, giá cái này là 400k, mã số 14. Vàng khoen lỡ xí xám nha, 21. Cái này là hàng nội địa nha. Độ cứng cái này bao nhiêu đây? Độ cứng cái này là 20-25, 20-25, độ dài là 21, thích hợp cho anh em câu ngâm, lưu dây lóc. Rồi mã số 13, mã số 14. Lưu dây mương được. Mã số 14 này để cho anh em giá là 400k nha. Mã số 14 400k. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một cây cần mi rút. 15 tiếp tục là một cái càng mi rút, chất liệu phíp, bát là bát hãng vặn thế này đây. Vàng khoen là vàng khoen lỡ xí xám đây. Ngoại hình càng, ngoại hình càng cũng còn khá sáng đẹp luôn. Rồi cây này độ dài bao nhiêu đây, để đo luôn. Rồi độ dài cái này là 2m60, độ dài là 2m60, chất liệu là phíp, độ dài 2m60, bát là bát hãng vặn. Cây này là thu gọn lại là 60 cm, thu gọn lại là 60 cm, độ dài là 2m60, vàng khoen lỡ xí xám, pass to pass hãng vặn, hàng nội địa nhập. Cái này là hàng của thằng Daiwa Japan, mã số 15. 15 này để cho anh em giá là 15. Rồi con này cũng để cho anh em giá là 400k, 400k nha. Ngoại hình cần cũng còn khá đẹp. Cái này là chưa lau chùi nha, lau chùi rất là mới luôn. Mã số 15, 400k. Tiếp tục mã số 16. 16 tiếp tục là một cây cần mi rút, chất liệu là carbon, pass pass hãng vặn, vàng khoen là vàng khoen lợi xí xám đây, chất liệu là carbon nha, đầu rút ra đây. Cái này là rút mini, độ dài là 2m4, thu gọn lại là bao nhiêu cm? Rồi. Thu gọn lại là 60 cm, vàng khoen lợi xí xám, pass hãng vặn, đầu rút ra đây, độ dài 2m4. Đây, đầu rút ra này. Đầu rút ra nước sơn có bị sơ xước nhẹ nha, có sơ xước nhẹ này, chất liệu là carbon, mã số 16. 16 này là độ cứng là 30-40. 30-40, độ dài là 2m4. Rồi cây này để cho anh em giá là 550k, mã số 16, chất liệu là carbon. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cây cần mi rút. 17 tiếp tục là một cây cần mi rút, chất liệu là cây này là cũng carbon luôn, pass tập pass hãng vặn, vàng khoen lỡ xí xám. Rồi độ dài cây này là bao nhiêu đây? Rồi độ dài cây này là 2m1 à. Rồi độ dài cái này là 2m1, pass hãng vặn, thu gọn lại là 60 cm. Rồi thu gọn lại là 60 cm, pass hãng vặn, vàng khoen lỡ xí xám, độ dài là 2m1. Ngoại hình cần đây, ngoại hình cần này, chất liệu là carbon nha, hàng Japan, đầu rút ra này, nước sơn còn khá sáng mới đẹp này. Rồi cái này độ cứng là 20-25, thích hợp cho anh em lưu rê cá mương, lưu rê lóc, câu ngâm. Rồi mã số 17 này để cho anh em giá là 500k, chất liệu là carbon. Tiếp tục mã số 18. 18 tiếp tục là một cây cần rút mini. 18 tiếp tục là một cây cần rút mini, độ dài cái này là bao nhiêu nữa? Rồi độ dài cái này là 1m8. Pass là pass hãng thế này đây nha, pass hãng vàng. Vàng khoen là vàng khoen lỡ xí xám, độ cứng cái này là cũng 20-25. 20-25, vàng khoen lỡ xí xám này, bát thẳng vặn, ngộ hình cần thì rất đẹp luôn, chất liệu là phíp nha, hàng nội địa nha, 1m80, thích hợp cho anh em lưu rê lóc, cầu ngâm, lưu rê mưa, ngộ hình cần cực kỳ đẹp, màu đỏ thế này. Rồi mã số 18 này đi cho anh em giá là 300k, mã 18, 300k. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là một cây cần cây, một cây cần mi rút, chất liệu là carbon, bát là bát thẳng vặn, cái kiểu vặn kiểu quân đội thế này nha, vàng khoen là vàng khoen lỡ xí xám này. Rồi độ dài là 2m4, chất liệu là carbon, độ dài 2m4 nha. Dòng này là dòng Ultra này, mấy dòng Ultra là cực kỳ bền luôn.
Hàng nội địa Nhật, ngoại hình cần có xe xước đây, có xe xước này. Hình cần có xe xước này, đấy. Nó xe xước này. Rồi, mini rút chất liệu là carbon, độ dài cái này là rồi cái này cứng là 30, cứng 30, độ dài cái này là 24, phát hãng vặn vàng khoan lỡ xứ xám. Rồi mã số 19. 19 này để cho anh em giá là 600k, cứng 30, độ dài là 24. Thu gọn lại là 60 cm, mã số 19. Tiếp tục mã số 20. 20 tiếp tục là một cây cần mi rút. 20 tiếp tục là một cây cần mi rút, độ dài là 1m65, phát là phát hãng vặn, chất liệu là carbon, vàng khoen lỡ xứ xám thế này đây. Vàng khoen lỡ xứ xám, độ dài là 1m65 nha. Đây, đầu rút ra này. Đầu rút ra nước sơn này. Nước sơn còn cá sáng nha. Rồi mi rút độ cứng là 15-20, độ dài 1m65, thích hợp cho anh em nào thích màu vàng này, thích hợp cho em bỏ cốp xe trống vợ đi câu, thu gọn 40 cm, mã số 20 này carbon, giá em lại là 450k, carbon 1m65 450k, mã 20. Tiếp tục mã số 21 tiếp tục là một cây cần tay, 21 tiếp tục là một cây cần tay hàng Shimano, độ dài cây này là 26. Cần tay kiểu giả trúc, chất liệu là phíp, ngoại hình cần có sơ xước nhẹ này. Rồi cái này cứng mấy hát, mã số 21 cứng 1,5 hát, cây này để cho anh em giá là 200k nha. Cần tay độ dài 2m60, chất liệu phíp, 200k, mã số 21. Tiếp tục mã số 22 tiếp tục là một cây cần tay hàng Olympic Span, độ dài là 2m50, cần tay Olympic Span, độ dài 2m50, cần tay giả trúc, chất liệu phíp, độ dài 2m50, độ cứng cây này mấy hát, độ cứng cây này là 1,5 hát, đột rút ra đây, đột rút ra nước sơn còn khá đẹp, hàng giả trúc. Rồi mã số 22, cần tay giả trúc, chất liệu phíp, độ dài là 2m50, chất liệu. Rồi cái này mã số 22 này để cho anh em giá là 220k, hàng Olympic Span, độ dài 2m50. Tiếp tục mã số 23 tiếp tục là một cây cần tay, 23 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài là 4m50, cần tay độ dài 4m50, ngựa hình cần thì còn khá đẹp nha. Cái này bị tụt chỉ này, không có không bọc độ cần nữa. Rồi cái này cứng mấy hát, rồi em này là cứng là 3 hát rưỡi, độ dài cái này là 4m50, chất liệu là phíp nha, đọc ra nước sơn còn khá đẹp này, 3 hát rưỡi, 4m50, nước sơn còn khá đẹp. Rồi cái này mã số 23 này để cho anh em giá là 300k, 4m50, chất liệu phíp, phát thẳng vặn. Đây, ngoại hình càng có sơ xước xíu chỗ này thôi, còn lại là còn rất là đẹp và mới nha, mới lung lanh luôn, rất đẹp. Tay cầm là cuốn chỉ phát thẳng đấy, ngoại hình càng rất là đẹp luôn này. Rồi mã số 23 này để cho anh em giá là 300k, mã số 23, cứng 3,5 hát, độ dài 4m50, hàng Japan. Tiếp tục mã số 24 tiếp tục là một cây cần tay, 24 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài là 3m, cần tay giả trúc, chất liệu phíp, độ dài là 3m. Đây, ngoại hình cao, độ cứng cái này mấy hát, độ cứng cái này là 1,5 hát. Đây, đầu hình tháp, độ dài là 3m, chất liệu phíp. Đây, ngoại hình càng rất đẹp này, ngoại hình càng còn rất đẹp nha, độ dài là 3m, chất liệu là phíp. Rồi cái này để cho anh em giá là 250k, cần tay giả trúc, chất liệu phíp, độ dài là 3m, 250k, mã số 24, 230k nha, không phải 250. Tiếp tục mã số 25 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay độ dài cái là 5m3, tay nước sơn của nó đây, độ dài là 5m3 này, khắc tem Nhật này, này ngồi hình cầu. Rồi cần tay độ dài 5m3, độ cứng cây này mấy hát, 5m3. Rồi cây này độ cứng cây này là 2 hát, độ cứng 2 hát nha, độ cứng 2 hát, độ dài cây này là 5m30, chất liệu là phíp, đọc rút ra này, đọc rút ra nước sơn cũng còn khá đẹp và bóng này. Rồi cây cần này còn khá đẹp, 5m30, độ cứng là 2 hát, chất liệu là phíp, ngoại hình cần có sơ xước đây, có sơ xước chăm chăm vài điểm này thôi, khắc tem này. Rồi mã số 25 này để cho anh em giá là 350k, độ dài là 5m4, chất liệu là phíp, độ cứng là 2 hát chứ. Tiếp tục mã số 26 tiếp tục là một cây cần tay, 26 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài cái này là, rồi độ dài cái này cũng 5m30, chất liệu là phíp. Đây, ngoại hình cần này, tay cầm là cuốn chỉ thế này nha, tay cầm là cuốn chỉ, ngoại hình cần cái nửa này nó có bị gợn cái thân cần này, thấy không, cứ gợn cái sóng này nhưng không ảnh hưởng nha, này nó bị gợn thôi. Này, cái sơn còn khá đẹp này, khắc tem này, tem nó này,
tem nó tem ẩn nha. Rồi cái này là bị tụt cái lóng bọc đồ cần á. Rồi cái này mã số, rồi mã số 26, cây này cứng là 6H, cứng 6H, độ dài là 5m30, chất liệu là phíp, đột rút ra này, chất liệu là phíp đỏ nha, chất liệu là phíp đỏ, đột rút ra nước sơn còn khá đẹp này. Rồi cây này để cho anh em giá là 400k, 400k, 5m30, chất liệu là phíp, ngũ hình càng rất là đẹp, thích hợp cho anh em săn hàng. Mã số 26, 400k, cứng 6H. Tiếp tục mã số 27. 27 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ. 27 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, độ dài cái này là bao nhiêu đây? ISO khoan nhỏ cần tay trợ máy, khoan patch Fuji, độ dài cái này là 3m60. Patch là Fuji FF5, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ, đầu rút ra đây. Ngoại hình đến thân ngồi này có sa sút dăm dăm nhiều nè. Cái này sa sút dăm dăm nhiều nha. Cây này cũng của thằng Shimano. Đây ngoại hình cần. Nên cần đây. Rồi ISO khoan nhỏ cần tay trợ máy, khoan patch Fuji, độ cứng cái này là đột 1. Đột 1, ngoại hình càng có sơ xước nhiều. Rồi, độ dài là 3m60, chất liệu là phíp. Cái này để cho anh em giá là 300k. ISO khoan nhỏ càng tay trợ máy, khoan phát Fuji 300k. Cái này là để đo lại nha. Khoảng 36, trên 36 gì đó. 300k, mã số 27. Tiếp tục mã số 28. 28 tiếp tục là một cây cần sút. 28 tiếp tục là một cây cần sút. Cái này là hàng của thằng Daiwa Japan. Hàng Daiwa Japan độ dài là bao nhiêu đây? Dòng này là Sud Power, độ dài là 3m30. Sud Power độ dài 3m30, chất liệu là phíp đỏ, patch là Fuji FF7. Đây, dàn khoan là dàn khoan Fuji luôn. Dàn khoan Fuji nha, cái này là cứng là 25. Cứng 25 27, độ dài cái này là 3m30, chất liệu là phíp. Đây, chất liệu là phíp đỏ thế này nha. Chất liệu là phíp đỏ. Rồi, Sud độ dài là Sud 3m30, cứng 20-25, patch là Fuji FF7, dàn khoan là dàn khoan Fuji. Rồi cái này để cho anh em giá là 450k, đây qua Japan, Sud Power, 450k, 3m30, chắc liệu là phíp đỏ. Tiếp tục mã số 29, 29 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, độ dài cây này là 2m7, patch là Fuji FF6, đây độ dài 2m7 này, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Rồi chịu giả trúc thế này nha, ISO khoan nhỏ cần tay trợ máy khoan patch Fuji, độ dài 2m7. Này cái này. Rồi em này là đột 3, độ dài 2m7 này, ISO khoan nhỏ cần tay trợ máy. Rồi cái này mã số 29. 29 này để cho anh em giá là 29. Rồi, 300k. Tiếp tục mã số 30. 30 tiếp tục là một cây cần tay, 30 tiếp tục là một cây cần tay hàng Daiwa Japan. Daiwa Japan nha, độ dài cái này là 2m4. Cần tay giả trúc độ dài 2m4 hàng Daiwa Japan, ngoại hình cần mới long lanh luôn. Rồi cái này cứng mấy ha. Mã số 30. Rồi cái này là cứng là 2H, cứng 2H, độ dài là 2m40, chất liệu là phíp, hàng đây qua Japan, ngoại hình càng cực đẹp thế này đây. Rồi, 240k, mã số 30. Tiếp tục mã số 31. 31 tiếp tục là một cây cần tay, một cây cần tay giả trúc độ dài là 2m45, cần tay giả trúc độ dài 2m45, chất liệu phíp, ngoại hình càng có sơ xước. Rồi, cái này mã số 30. 30 này cứng là 2,5H. Cứng 2,5H, chất liệu phíp, đọt rút ra nước sơn cầu khá đẹp nè. Mã số 31. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 2m45. Rồi mã số 31 này để cho anh em giá là 2m45. Rồi mã số 31 để anh em giá là 200k. Tiếp tục mã số 32. 32 tiếp tục là một cây cần 32 tiếp tục là cây cần tay giả trúc, độ dài là 2m50, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài 2m50, tay cầm là cuốn chỉ đây, ngoại hình càng khá là đẹp và xịn sò luôn. Dòng này là của thằng Shimano, độ dài là 2m50, độ cứng 2H. Rồi độ cứng em này cũng 2H, độ dài 2m50, đột rút ra nước sơn còn khá đẹp. Giá em này khá cao nha, giá em này là 250k, cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 2m50, giá là 250k. 32 tiếp tục mã số 33. 33 tiếp tục là một cái cần ISO khoan nhỏ, cần tay trợ máy, khoan patch Fuji, patch là Fuji FF6 này, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ, cây này là độ dài là 3m8 à. Rồi đột rút ra này, đột rút ra nước sơn nó còn khá mới này. Cây này là nó kiểu như thân ngọc bích á, kiểu như ngọc bích vậy nha. Đấy, cực càng cực đẹp luôn. Rồi ISO khoan nhỏ cần tay trợ máy, đột 1, độ dài là 3m60, patch Fuji, dàn khoan là Fuji ISO nhỏ. Mã số 33.
để cho anh em giá là 320k, mã số 33. Tiếp tục mã số 34. 34 tiếp cũng tiếp tục là một cái cần ISO phải nhỏ, nhưng mà dòng này là dòng giả trúc, dòng này là của thằng Nissin nè, khắc tem cực đẹp luôn. Pad là Fuji FF6, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. ISO phải nhỏ, cần tay từ máy là anh là cần đài á, công ngâm á. Cần đài công ngâm nha. Rồi. Cần tay trợ máy là cần đài. Rồi ISO có nhỏ, cần tay trợ máy, hàng giả trúc thế này đây, hàng cực đẹp. Rồi cái này để cho anh em giá là 350k. ISO có nhỏ, cần tay trợ máy, độ dài là 3m60, pad Fuji FF5, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, độc một, độ dài 3m50. Ngoại hình cần mới long lanh, giá là 350k. Mã 34. Tiếp tục mã số 35. 35 tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ, đầu khai độ dài là 3m90, pad là Fuji FF6, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, đầu hai độ dài là 3m90. Đây, ngoại hình đầu phúc ra này. Đầu phúc ra nước sơn còn khá đẹp và bóng loáng luôn. Dòng này cũng dòng thiếp đỏ cao cấp luôn. Rồi giá em này cũng 350k. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, đầu khai độ dài 39, pad Fuji FF6. Rồi, mã 39. 350k. Tiếp tục mã số 30. Mã số 35 chứ tiếp tục mã số 36. 36 tiếp tục là một cây cần tay. 36 tiếp tục là một cây cần tay hàng Nissin, độ dài là 2m6. Hàng Nissin, hàng nội địa Nhật nha. Cần tay giả trúc, tay cầm là cuốn chỉ, hàng Nissin nội địa Nhật. Rồi, độ cứng máy ha. Độ cứng cây này là 1,5H chất liệu phíp, đọc rút ra đây. Rồi. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài cái này là 2m60. Rồi cái này mã số 36. 36 này để cho anh em giá là 220k. Hàng Nissin. Tiếp tục mã số 37. 37 tiếp tục là một cây cần tay. 37 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài cái này là 2m70, à 2m60. Cần tay 2m60, hàng Korea xuất Nhật, dòng tem vàng khắc tem thế này đây, hình cần. Hàn Quốc xuất Nhật, độ dài là 2m60, độ cứng là 1,5H. Chất liệu phíp, đầu phúc ra nước sơn còn khá mới, giá là 200k, mã số 37. Tiếp tục mã số 38. 38 tiếp tục là một cây cần tay giả trúc, độ dài là 3m20. Cần tay giả trúc chất liệu phíp, độ dài là 3m20, ngồi hình cần khá đẹp. Rồi mã số 37. 37 này cứng mấy hát? 37 này cứng là 1,5H chất liệu phíp, đọc rút ra này, đọc rút ra nước sơn này. Đấy, cần tay giả trúc chất liệu phíp nha, ngồi hình cần rất là đẹp luôn. 3m30, hàng Shimano, giá là 240k, ngồi hình cần 240k, ngồi hình cần có sơ xước nhẹ. 240k, mã số 38. Tiếp tục mã số 39. 39 tiếp tục là một cái cần suốt. 39 tiếp tục là một cái cần suốt, độ dài cái này là 3m90, pad là Fuji FF7. Dàn khoen này, dàn khoen Fuji gặp. Rồi, cái này là cứng bao nhiêu đây? 3m90, độ cứng cây này là 2730. Cây này cứng 2730 nha, độ dài là 3m90, chất liệu là thép đọc rút ra này. Đọc rút ra nước sơn còn khá mới, chất liệu là carbon chứ. Đọc rút ra khá mới và đẹp luôn. Rồi, cây này để cho anh em giá là 1,2 triệu. Dàn khoen là xí xám, dàn khoen Fuji gặp, pad là Fuji. Mã số 39, giá là 1,2 triệu nha, chất liệu là carbon. Nút cầm là hoa văn thế này nha. 1,2 triệu, mã 39. Tiếp tục mã số 40. 40 tiếp tục là một cái cần carbon, nhưng mà cái này cần này là ISO khoen lớn. ISO khoen lớn. ISO khoen lớn nha. Pad là Fuji, pad là pad hãng, dàn khoen cũng dàn khoen hãng luôn. Rồi cái này cứng bao nhiêu đây? Đột 4, đột 3. Đột 3, độ dài cái này là 4 mét, chất liệu là fib. À, chất liệu là carbon chứ. Chất liệu là carbon, cái này là cần hãng nha. Cần hãng khoen phát hãng luôn, chất liệu là carbon. Rồi mã số 40, dây này để cho anh em giá là 800k, chất liệu là carbon, ISO khoen lớn, cần tay trợ máy, khoen phát hãng, giá là 800k, đột 3, độ dài là 4m, 800k. Tiếp tục mã số 41 nhé. 41 tiếp tục là một cái cần suốt. 41 tiếp tục là một cái cần suốt, dòng này là dòng Superline, dòng Superline của thằng Ryobi nha, dòng cao cấp của thằng Ryobi, 3m90X nè. Ryobi, pad là Fuji vàng. Đây, dàn khoen là đề ba của nó là Fuji gặp đề ca, gặp kiểu cổ thế này nha. Dàn khoen là Fuji, rồi dòng này siêu bền rồi. Cái này là cứng là 27, cứng 2730, độ dài cái này là 3m90, dòng Superline chất liệu là carbon sáng vàng. Mấy dòng này thì thôi, khỏi phải bàn.
rất là vàng, cực kỳ vàng luôn nha. Màu nó ánh lên như kiểu như màu ngọc bích vậy á. Rồi mã số 41, 41 này để cho anh em giá là 41, để cho anh em giá là 1 triệu rưỡi nha. 1 triệu 5. 39 Superlight Pass là Fuji FF7. Dàn khoen là Fuji gặp. Đây, giá là 1.500.000. Tiếp tục mã số 42. 42 tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ. 42 tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ, độ dài là 4m50, hàng Alpha Tico, pass là Fuji, vặn thế này đây, ngồi hình cần. Rồi ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, pass là Fuji. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. ISO khoen nhỏ. Cái này là đột máy đây. Rồi em này là đột 3, độ dài là 4m50, chất liệu là carbon sóng vòng. Rồi cái này hàng còn siêu đẹp luôn. Hàng này là hàng trưng bày nha. Hàng còn rất là đẹp luôn, hàng trưng bày. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy. Dàn khoe Fuji ISO nhỏ, pass là Fuji, chất liệu là carbon. Rồi cái này để cho anh em giá là mã số 42. 42 này để cho anh em giá là 1.200.000. Tiếp tục mã số 43. 43 tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ. 43 tiếp tục là một cái cần ISO khoen nhỏ, chất liệu là carbon hai da nha. Đây, carbon hai da sáng X này, carbon hai da sáng X cuộn cuộn này. Cuộn cuộn nha. Cũng màu xanh, kiểu như màu xanh ngọc vậy. Đột 1, độ dài 54, pass là Fuji FF6, ngộ hình cần đây. Ngộ hình đầu rút ra này, chất liệu là carbon hai da nha. Đầu rút ra này, ngộ hình cần có sơ xước nhẹ thôi. Rồi, ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, chất liệu là carbon hai da. Đột 1, độ dài cái này là 5m40. Cái này thích hợp cho anh em hạ làm cần tay rất là ok này. Pass là Fuji FF6, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. Cái này để cho anh em giá là 1.200.000, mã số 43. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, đột 1, độ dài 5m4, chất liệu là carbon hai da sáng X, mã số 43, giá là 1.200.000. Tiếp tục mã số 44. 44 tiếp tục là một cây cần ISO khoen nhỏ, dòng này là dòng Hàn Quốc xuất nhập. Dòng Hàn Quốc xuất nhập, pass là Fuji nha, pass Fuji này. Dàn khoen là Fuji ISO nhỏ. Rồi ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, đột 3, độ dài 5m4 luôn. Đột 3, độ dài 5m4 này, đột khá cứng này, cây này cứng cỡ tầm là 3H, cây này cứng tầm khoảng 3H nha, chất liệu là carbon sóng vòng. ISO khoen nhỏ, cần tay trợ máy, đột 3, độ dài 5m4, chất liệu là carbon. Đột rút ra nước sơn có bị xước dăm dăm này, xước dăm dăm nha. Rồi cây này để cho anh em giá là 1.000.000. Hàn Quốc xuất nhập, ISO khoen nhỏ, đột 3, độ dài 5m4, dàn khoen là Fuji ISO nhỏ, giá là 1.000.000, mã số 44. Tiếp tục mã số 45. 45 tiếp tục là một cây cần tay. 45 tiếp tục là một cây cần tay, độ dài cây này là bao nhiêu đây? Cái này em cũng chưa đo lại nha. Cái này là cứng là 3,5H, cứng 3,5H, chất liệu phíp đọt rút ra này, nước sơn còn khá đẹp. Cái này chưa đo lại. Cái này nó dài khoảng là 4,5 đến 5 mét gì đó, 4,5 đến 5 mét nha. Ngộ hình cần có bị đây. Nó có bị dâm một vài đường thế này nha. Nó không bị ảnh hưởng cần nha. Nó gần, nó chạm vào cái phôi rồi nha. Rồi, ngồi hình cần đây. Cần tay độ dài cái này là chưa đo luôn, khoảng là 4m5 đến là 5m mấy á, 5m1 á. Thì rút đo luôn cho. Để một chút đo luôn nha. Rồi cái này là độ dài là 5m1, chất liệu là fib, độ cứng là 3,5H, ngoại hình cần thì còn rất đẹp luôn. Rồi cái này để cho anh em giá là 360k, 360k nha. Độ dài là 5m1, độ cứng là 3,5H, hàng Olympic Span, ngoại hình cần ấy có bị dính vào phôi thế này một chút này, nó không bị phạm nha. Ngoại hình cần còn rất đẹp, giá là 360k, mã số 45. Tiếp tục mã số 46. 45 là độ dài là 5,1 nha. Tiếp tục mã số 56. 56 là tiếp tục là một cái cần Daiwa Japan, một cái cần Daiwa Japan, chất liệu là phíp đỏ. Cái cần này là siêu đẹp rồi, dòng Daiwa Japan đấy. Rồi cái này cứng mấy hát này, chất liệu là phíp đỏ nha, anh em nhìn xuyên thấu qua bên trong. Rồi cái này độ cứng là 3H rưỡi, độ cứng 3H rưỡi, chất liệu là đây, đột này chất liệu là phíp này, đấy kiểu như màu ngọc bích nha. Độ dài cái này là 5m30 đây, ngồi hình đột rút ra có sơ xước nhẹ này.
có xe xước nhẹ nha. Đây, chỗ này có bị xe xước nhẹ này, có bị gợn một đường nha, không có nướng phô cần này. Rồi, cần tay độ dài 5m30, chất liệu fib, ngoại hình cần cực đẹp luôn. Hàng đây qua Japan, hàng đây qua Japan nha. Đây, chất liệu là fib đỏ thế này đây. Đấy. Rồi, mã số 46, 46 này để cho anh em giá là 450k, mã số 46. Cần tay độ dài cái này là 5m30, chất liệu là fib đỏ, ngoại hình đầu quốc gia cũng còn khá đẹp mới, được cứng là 3,5H. Mã số 46. Tiếp tục mã số 47. 47 tiếp tục là một cây cần tay, 47 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 2m7. Cần tay độ dài 2m7, chất liệu là fib, độ cứng cái này mới hát. Độ cứng cái này là 1,5H, à độ cứng cái này là 3H, độ cứng 3H, độ dài 2m70, chất liệu là fib, độ cứng cái này là chất liệu là fib nha. Cây này để cho anh em giá là 200k, Hàn Quốc xuất nhập, chất liệu fib, độ dài 2m70, giá là 200k. Mã số 47. Tiếp mã số 48. 48 tiếp tục là một cây cần tay. 48 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 2m70. Cần tay hàng Nixing nội địa nha, khắc tem thế này đây. Rồi, cần siêu nhỏ đèn siêu đẹp nha, độ dài 2m7. Rồi độ cứng cái này mới hát. Mã số 48. 48 này độ cứng là 1,5H, chất liệu là fib đầu quốc gia đây. Đầu quốc gia nước sơn đây. Đầu quốc gia nước sơn còn khá đẹp. Rồi cái này để cho anh em giá là 230k. Cần tay độ dài 2m70, chất liệu fib, hàng Nixing, hàng nội địa nhạc, khắc tem này, tem nội địa. 230k, mã số 48. Tiếp tục mã số 49. 49 tiếp tục là một cây cần tay. 49 tiếp tục là một cây cần tay độ dài là 3m60, hàng Shimano. Cần tay độ dài 3m60, hàng Shimano, độ cứng cây này mấy H. Độ cứng cây này là 6H, độ cứng 6H, độ dài là 3m60 nha. Đầu quốc ra nước sơn còn khá đẹp này, hàng Shimano. 3m60 đây, ngoại hình cần khá đẹp nha. Rồi, cần tay độ dài 3m60, chất liệu là fib, mã số 49. 49 này để cho anh em giá là 260k. Mã số 49, ngoại hình cần khá mới, hàng Shimano. Tiếp tục mã số 50. 50 tiếp tục là một cái cần sút độ dài là 3m, sút power độ dài 3m, pad là Fuji FF7, dàn khoan là Fuji gặp thế này, dàn khoan là ở xí xám thế này nha. Dàn khoan là ở xí xám, độ cứng cái này là 20-25, độ dài 3m, ngoại hình đọc rút ra nước sơn còn bóng loáng đẹp này. Dòng này là sút power này, dòng này rất là bền, chất liệu là fib đỏ, nhưng mà nó sơn màu xanh thế này đây. Giá em này là 400k, độ dài là 3m, đây qua Japan. Mã số 50, 400k. Tiếp tục mã số 51. 51 tiếp tục là một cây cần sút. 51 tiếp tục là một cây cần sút độ dài là 3m90, pad là Fuji FF8. Đây, ngoại hình cần cũng mới long lanh luôn. Dàn khoan này, dàn khoan là ở xứ xám. Rồi, cái này cứng bao nhiêu đây? Cứng 30, độ cứng là 27-30, độ dài cái này là 3m90, đầu quốc ra nước sơn còn khá đẹp và bóng này. Ngon đẹp nha. Cần này còn rất là mới, có sơ xước châm châm nhẹ thôi. Này. Rồi, sút 39, dàn khoan là xí xám, pad là Fuji FF8, mã số 51. 51 này để cho anh em giá là 600k. 51, 600k. Tiếp tục mã số 52. 52 tiếp tục là một cái cần sút độ dài là 4m20, pad là Fuji FF7, pad Fuji FF7, đề ba là Fuji xí trắng, còn dàn khoan là dàn khoan là xí xám nha. Rồi, cái này là cứng là 20-25, cứng 20-25, độ dài là 4m20, đây đọc quốc ra này, chất liệu cũng fib đỏ, ngoại hình cần có sơ xước châm châm nhẹ này. Rồi, sút 4m20, đề ba là Fuji chữ trắng, pad là Fuji FF7, ngoại hình cần. Rồi, cái này mã số 52 chứ. 52 này để cho anh em giá là 52. Rồi, cái này để cho anh em giá là 590k. Mã số 52. Tiếp tục mã số 53. 53 tiếp tục là một cái cần Shimano. Một cái cần Shimano nha, hàng Hanchi, ngoại hình cần thì mới lung lanh luôn, Ikeda chứ. Cái này là đột một này, độ dài là 1m80, hàng Shimano nha, hàng này là hàng trưng bày nha, siêu đẹp luôn, siêu mới chưa một vết xước luôn, siêu đẹp siêu mới chưa một vết xước luôn nha, hàng Shimano đấy. Dòng này là Heat Power này, X Super nha, dòng này dòng đời cao này, chất liệu là carbon hai da nha. Dàn khoan là dàn khoan xích, dàn khoan xích mã số 52, dàn khoan Fuji xích nha, pad là Fuji FF6, ngoại hình cần siêu đẹp luôn, cần Ikeda, dàn khoan là xích khác, giá em này là 3 triệu.
Dòng này là có phun hộp nha, mã số 52 và 53 phun hộp 3 triệu. Tiếp tục mã số 54. 54 là một cây cần Sud Power, một cây cần Sud Power. Sud Power cây này là dòng Super này, hàng Olympic, nội hình cần cũng rất là đẹp. Cây này chỉ câu 1-2 lần thôi là cùng. Pad là Fuji Titanium này, dàn khoen là Fuji Six này, dàn khoen là Fuji Six nha. Đấy, Fuji gặp thế này đây, Six. Rồi chất liệu là carbon hai da này, chất liệu là carbon hai da sáng vàng X nha. Rồi cây này là sáng vàng nha, carbon hai da sáng vàng, nổi găng cùng cùng luôn. Đấy, càng cực kỳ đẹp. Rồi cây này là độ dài 4m05, độ dài là 4m05, độ cứng là 30, dòng Super. Dòng Super nha, cây này là của thằng Olympic Japan, ngoại hình cần thì thao siêu khỏe. Anh em nào câu Olympic rồi là thích dòng này, dòng siêu khỏe luôn nha. Rồi cây này mã số 54 này để cho anh em giá là 6 triệu nha. Rồi em đây tạm là 54 cây cần về cho anh em tham khảo. Chúc anh em là ngày mới vui vẻ, nhiều sức khỏe, gia đình em thật nhiều sức khỏe nha. Anh em đừng quên đăng ký kênh của em. Nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video và chào tạm biệt. Chúc anh em một lần nữa là ngày mới vui vẻ và gia đình thật nhiều sức khỏe ạ.